các bạn, à, mình là thúng đèn <laughs> một nhân vật không biết các bạn còn nhớ mình không à, mình rất là hay xuất hiện ở trên chương trình IELTS Face Off Uh, witches chương trình này. Anyway, ở uh, đây là chuyên mục Musketeer uh, của Season 3 và giống như là Season trước thì uh, mình quay lại cùng với cả uh, dàn uh, Musketeer và chắc chắn là dàn Musketeer này thì có rất là nhiều những cái sự thêm thắt mới và mình rất là excited về về những cái người bạn dẫn cùng với mình. Nhưng uh, mình là không thay đổi, uh, mình uh, vẫn ở đây, mình vẫn là Musketeer, mình uh, vẫn là Musketeer về speaking. Thế nên là so với cả mùa trước thì có những cái thứ rất mới nhưng mà có những thứ không bao giờ thay đổi. Uh, nhưng mà mùa này không chỉ là uh, À, chúng ta có những Musketeer mới tất nhiên chúng ta sẽ có những cái nội dung à, để chia sẻ mới và nếu các bạn chưa biết thì à, những cái gì mà Musketeer chia sẻ thì nó sẽ tương đương với cả những cái tips mà bọn mình có đề ra ở trong những cái số của IELTS Face Off nhưng mà Musketeer Zone là cái lúc mà bọn mình expand cái idea đó ra và và chỉ cho các bạn một cách uh, nó kỹ lưỡng hơn à, chúng ta expand nhiều hơn chúng ta đào sâu suy nghĩ à, một số các cái technique để chúng ta áp dụng cho bốn phần listening, writing, uh, reading, speaking Ờ, mình thì là mình thì là Musketeer về speaking rồi. Cho nên hôm nay à, mình sẽ chia sẻ với bạn những cái điều mới mẻ mà mình đã khám phá ra à, từ lúc mà chúng ta chia tay nhau từ mùa trước đúng không? thì à, đến năm nay mình đã thi rất là nhiều lần và mình cũng có rất là nhiều các cái phát hiện mới, à, những cái chân lý mới để chia sẻ cho các bạn à, những cái technique mới. Đó, và à, tất cả mọi thứ mà mình muốn tập trung ở trong cái mùa này cũng như là trong cái cái philosophy dạy của mình bây giờ ấy đó là how to be natural làm thế nào để chúng ta nói như là một người tự nhiên một người bản địa thực sự đúng không chúng ta không không pretentious chúng ta không kiểu uh, giả vờ nguy hiểm đấy mà chúng ta nói thế nào một cách nó tự nhiên nhất và cố gắng càng nói thật càng tốt được chưa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn từng tip một và bắt đầu với hôm nay cái mà mình nghĩ là nó là nền tảng nhất đó là làm thế nào để nói nhiều hơn hay nói cách khác là how to take your fluency to the next level Hello, welcome back. Uh, mình là Thung Đen uh, và các bạn đang theo dõi Musketeer Zone. Mình là Musketeer về Speaking. Uh, và hôm nay chúng ta nói về how to take your fluency to the absolute next level. Uh, và đối với mình, ấy, khi mà đi thi Speaking thì có hai thứ mà mình ưu uh, tiên trước bất cứ các thứ khác và mình bao giờ cũng đặt hai cái này lên đầu tiên mình không hy sinh hai cái này để để cứu vãi hai cái còn lại các bạn biết là speaking có bốn tiêu chí chấm điểm đúng không fluency and coherence tức là bạn nói trôi chảy hay không bạn nói nó có make sense hay không đúng không à, cái thứ hai đó là từ vựng cái thứ ba là ngữ pháp và cái cuối cùng tất nhiên khi nói người ta phải đánh giá về bạn nói pronunciation có chuẩn không đúng không phát âm có chuẩn không ok thì bao giờ mình cũng ưu tiên hai cái yếu tố mà mà khi người ta nghe mình nói là người ta nhận thấy đầu tiên đó đó là fluency và pronunciation À, sự trôi chảy và phát âm, đúng không? thì miễn là các bạn phát âm uh, chuẩn này và các bạn nói một cách nó trôi chảy bình tĩnh, đúng không? Các bạn nói một cách nó tự nhiên, thì dù các bạn dùng những cái từ vựng mà nó uh, nó nó không có cao cấp lắm, uh, các bạn vẫn sẽ được điểm rất là tốt. hoặc là dù ngữ pháp của mình đôi chỗ mình mình hơi không chuẩn lắm đúng không? cái 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 range của mình nó không có quá là 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 tinh tế, không? các bạn không cần phải xử lý một cách phức tạp thì fluency, pronunciation tốt này, điểm của bạn bao giờ cũng cao. Uh, chia sẻ một câu chuyện rất là vui. Um, Uh, mình uh, có một lần mình đi chơi với cả vợ mình ở trên trên hồ gươm mà nó không biết hồ gươm thì em I mình mean, I mean, come on everybody knows what hồ gươm is right? uh, một lần mình mình uh, mình bạn và... mình với gì nhỉ À, vợ mình đúng rồi đi chơi với nhau ở trên hồ gươm thế là bọn mình gặp một uh, cặp vợ chồng tây thế là cặp vợ chồng ấy hỏi bọn mình là uh, em ơi uh, hồ gươm ở đâu nhỉ bảo cái thằng này rốt thế nhỉ hú gươm ngay trước mặt mày không biết à đúng không thế nên mình nói một câu một số câu rất đơn giản thôi ok so you you just uh, walk down the street and then you take a left and you know it should be right there you cannot miss it uh, và và cái người uh, đàn ông đó cái người đàn ông ngoại quốc đó khen mình là wow your English is really good à, là kiểu tiếng anh em hay thế các bạn để ý nhá anh ấy không anh không nói là gì nhỉ phát âm của em hay thế mà anh ấy nói là gì tiếng anh của em hay thấy tức là pronunciation gần như là một cái sứ giả và đại diện cho kiểu như là tất cả các khía cạnh của speaking luôn đúng không? kiểu người ta nghe thì pronunciation của của mình là chuẩn thì người ta sẽ thấy là tiếng anh mình chuẩn ok và tương tự như vậy cái fluency nó cũng có một cái tác dụng nó tương tự đúng không? nếu chúng ta nói nuột thì người ta mặc định người ta sẽ nghĩ là tiếng anh của mình nó rất là tốt đấy so Anyway làm thế nào để chúng ta uh, đưa fluency tới next level thì mình cần phải hiểu được là uh, cái trong cái trong cái tiêu chí fluency ấy, thì bài thi nó expect gì từ mình thì nó có rất nhiều thứ mà nó expect nhưng mà mình sẽ nói một số các yếu tố đơn giản nhá đó là cái, câu trả lời nó phải tương đối là uh, nó không phải dài lắm nhưng mà nó không được ngắn đó, uh, trong cái tiêu chí chấm điểm về fluency nó có một cụm từ đó là speak at length đó, cái, tức là nói là phải có độ dài đúng không cái độ dài bao nhiêu thì không biết hoặc là nói dài dễ hay không thì không biết nhưng mà các bạn không nên là chịu giám uh, khảo hỏi một câu mình trả lời một câu thế thì nó không có fluency nhé. Yeah. Uh, cái thứ hai uh, đó là bạn nói phải coherent tức là những cái gì bạn nói nó phải ăn nhập với nhau đúng không nó, chúng ta có các cái từ đối kiểu uh, tuy nhiên hoặc là bên cạnh đó hay là cái gì đấy đúng không thì nó là coherent đấy và và các cái thông tin mà mình nói là nó phải ăn nhập với nhau đó thế nên là những bạn nào mà vào phòng thi mà hay bịa ấy thì là các thông tin của nó nó không có coherent lắm bởi vì các bạn ấy hơi tập trung vào cái việc bịa có thể là do các bạn học học trước ở nhà à, các bạn muốn tập trung phô một số các cái từ vựng đúng không cho nên là cái, cái, cái con người của mình trong phòng thi cái personality nó không nhất quán và và không cần biết là các bạn phô được cái từ gì nhưng mà cái cái sự không nhất quán đó cái sự incoherence đó nó sẽ phá hoại tất cả những cái gì mà các bạn đang cố xây dựng. Đấy, cho nên chúng ta nhớ nhá à, câu trả lời phải có độ dài này chúng ta nói là nó phải ăn ăn nhập với nhau đúng không đấy thì đó là một số các cái vấn đề mà chúng ta gặp ở trong đa phần các thí sinh ở việt nam rất là struggle with ở trong phòng thi đúng không câu trả lời rất là ngắn đấy không có câu và có quá nhiều là các cái sự ngập ngừng khi mà nói đấy, quá quá nhiều pauses đấy, thì làm thế nào chúng ta chữa các cái lỗi này hôm nay thì hy vọng là xem xong livestream thì mình sẽ chữa được cho các bạn phần lớn à, các cái lỗi này được chưa? bằng một số các cái công cụ rất là đơn giản mà mình đã cố gắng là cô đọng lại đấy, trong cái thời gian nghiên cứu một năm qua của mình vừa vâng rồi đấy, vậy chúng ta hãy bắt đầu nhé Uh, nếu các bạn quên tên mình mình nói lại một lần nữa nhé my name is thương <laughs> đảng anyway chúng ta vừa mới identify một số các cái vấn đề về việc nói trôi chảy trong phòng thi đúng không câu trả lời nó hơi ngắn câu trả lời nó không nhất quán với nhau và chúng ta ngắt nghỉ hơi nhiều trong phòng thi được chưa vậy à, cái chuyện ngắt nghỉ nhiều tất nhiên là nó nó luyện tập quen các bạn biết là mình sẽ phải nói cái gì thì mình mới không cắt nghỉ nhiều đúng không thế cho nên mình sẽ dạy cho bọn một số các cái công cụ để chúng ta có thể nối dài câu trả lời trả lời làm sao cho nó nhất quán nhé trong phòng thi các bạn có thể sử dụng một số technique sau cái này là cái mà tất cả mọi người đều phải biết làm đó là talk about yourself à, rất nhiều người người tập trung vào cái việc là trả lời cái câu hỏi mà giám khảo đưa ra mà không có discuss về bản thân kiểu như là à, bạn là một người như thế nào cái phong cách sống của bạn là như thế nào và nó ăn nhập như thế nào so với cả cái câu hỏi Uh, mà người ta đang trả lời, uh, cái technique nó ấy, nói nói với bản thân trước sau đó mới trả lời, ấy, nó nó rất là tốt để tạo cái coherence cũng như là tạo cái fluency cho các bạn đúng không? Từ một câu trả lời ngắn rõ ràng nó thành một câu trả lời dài rồi. Và cái thứ hai nó rất là nhất quán nó làm cho cái thông tin của bạn nghe nó ăn nhập với nhau, Đúng không thay vì chúng ta kiểu như là chỉ phô ra một đống các từ vựng mà kiểu nó, nó doesn't really connect, ok? Vậy các bạn có thể nói về uh, cái gì về bản thân nhỉ? Thì một số cái sau những bạn nên nên nắm chắc để để nói rõ đó là taste and preferences. Cái okay, taste nó là cái gu của bạn, preferences đó là cái sở thích của bạn đúng không? về một cái topic nào đó giả sử khi mà hỏi về fashion các bạn phải biết rất là rõ cái 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 preferences về fashion của mình là gì hoặc là nói về food hay nói về travel đúng không bạn là người đi du lịch nhiều hay du lịch ít các bạn phải prepare để nói về cái điều này do giả sử một số câu mình rất là thích nhé uh, I'm an avid foodie các bạn biết foodie là gì không food là đồ ăn foodie là một người nghiện đồ ăn, okay. người rất là đam mê về đồ ăn đúng không? Với cái từ avid ở đây nó có mang nghĩa là kiểu rất là passionate, uh, rất là đam mê, tìm hiểu rất là nhiều, đúng không? À, các bạn có thể dùng cái avid với tất cả mọi thứ. À, giả sử các bạn đi du lịch, du lịch nhiều đúng không? Các bạn có thể nói là I'm an avid traveler. Okay. Các bạn bơi nhiều, các bạn bơi giỏi đúng không? Các bạn thể nói là I'm an avid swimmer. Các bạn chơi cờ vua nhiều, các bạn thể nói là I'm an avid chess player. Vậy các bạn hãy thử comment xem là các bạn là một avid gì nhá. Mình rất là excited đọc comment các bạn, được chưa? Uh, so, so, so comment right below, ok. À, cái từ thứ hai một từ rất là hay. À, mình mình rất là thích chủ đề travel, mình đọc rất là nhiều. Bạn có thể nói là I'm a well-traveled person. Ok, tôi là một người mà đi du lịch rất là nhiều. Từ rất là dễ nhớ không I'm A well-traveled person. Ok? Hoặc là cái thứ ba đó là I'm pretty fashion conscious. Nên mình giấy mình lấy cái từ fashion conscious ra không phải chỉ để dạy các bạn là uh, một người quan tâm tới thời trang. Nhưng các bạn có thể dùng từ conscious để nói là tôi quan tâm đến rất là nhiều lĩnh vực. Được chưa? Giả sử như nếu mà bạn là một người rất là quan tâm sức khỏe thì các bạn gắn từ gì? thay cho từ fashion sức khỏe là uh, health right và từ đây nó sẽ là gì health conscious ok đúng không và giả sử như là bạn nói với chủ đề walking ra khỏi bạn là em có thích đi bộ không đúng không thì trước khi mà mình nói là kiểu oh, ok em em có hoặc là em không đúng không bạn hãy tự nói với bản thân mình trước giả sử well um, Uh, let me begin by saying that I'm a very health conscious person, so uh, staying lean and fit is very important to me. So it goes without saying that walking, uh, you know, is my favorite thing to do. Ok, thì nó rất là rất là coherent đúng không? Đấy mình nói với bản thân mình trước, mình rất là thích đi tập, mình mình rất là quan tâm về sức khỏe. Đúng không? Uh, cái việc mà 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 người nó phải ngon, đấy nó rất là quan trọng với mình. Nó top một priority luôn đúng không? Thế nên mình rất thích đi bộ. Các bạn thấy không? Nó vừa có độ dài mà nó vừa coherent hai cái nó ăn nhập với nhau. Ok các bạn nhớ về luyện cái này nhá. Và nếu các bạn chưa biết là gắn cái này vào phần nào thì nha uh, yeah, mình thấy là cái này có thể gắn được tất cả câu hỏi nhưng mà đặc biệt hữu dụng cho phần thi speaking part 2. Đó, được chưa? Ok, taste preferences được chưa? Một số cái chủ đề đấy thì thì các bạn phải phải biết nắm rõ. Ok. Vậy cái thứ nhất nhá, các bạn nhớ là mình phải nắm chắc là mình mình nói được cái gu của mình ra đúng không? Mình là một cái avid gì, mình đam mê cái gì đúng không? À, mình có phải là một người well traveled không? Mình có phải là một người uh, conscious về fashion, conscious về health, conscious về cái appearance của mình hay không? Đúng không? Những cái gu cái lối sống của mình là mình phải biết nhá. Yeah. Cái thứ hai các bạn cũng có thể nhận về những cái embarrassing things mà bạn không biết làm mà bạn chả biết cái gì cả được chưa? À, thì tất nhiên là sẽ có những cái topic mà mà hỏi bạn mà rất là khó. À, giả sử như nếu mà bạn không biết nhảy mà giám khảo hỏi về chủ đề dancing đúng không? Thì có thể bạn không nói được nhiều như là một người biết về dancing. Nhưng mà nó không quan trọng trong phòng thi bởi vì mục đích của examiner đó là hỏi bạn về cả topic familiar và unfamiliar ok thế nên là khi các bạn gặp cái topic lại thì đừng có sợ bởi vì đấy là mục đích của bài thi mà đúng không? Các bạn gặp topic lại là điều hoàn toàn natural ok tuy nhiên các bạn đừng đừng tự nhận là kiểu oh, em biết em biết tất uh, rất nhiều bạn nghĩ là câu trả lời đúng ở trong phòng thi speaking bao giờ cũng phải là câu trả lời yes ok bởi vì nếu mà mình nói là no thì mình có cái gì mà để nói đâu đúng không? But that's not true at all bởi vì nếu bạn trả lời là có mà bạn không thực sự quan tâm ấy thì các câu hỏi sau ấy, các bạn sẽ sẽ rất là khó trả lời bởi vì bạn chả biết gì về topic đấy cả đúng không thà mình cứ trả lời theo là một người mà mình không biết gì về cái đó ok mình không biết rất nhiều thứ trong cuộc sống và so far thì nó chả có ảnh hưởng gì tới cái điểm thi speaking của mình cả Được chứ? và một số câu mà các bạn thể nhận là những cái điều embarrassing của mình à, kiểu em chả biết gì về topic này cả một số câu rất là cool ngầu nhá mình có thể dạy bạn đi sau câu thứ nhất em chả biết tí gì cả I don't know. Tất nhiên I don't know không biết đúng không? Nhưng câu, câu ngầu hơn đó là I don't know the first thing about cái khái niệm đó. Yeah, giả sử giám khảo hỏi bạn về topic dancing, các bạn không biết nhảy đúng không? I don't know the first thing about dancing. Và các bạn nhớ là phải chèn chèn kiểu cảm xúc của mình vào nha, kiểu cảm giác là rất là chán nản, cảm giác là kiểu, kiểu rất là tuyệt vọng luôn. Ôi, topic khó quá, diễn diễn một chút đúng không? Okay, so I, I don't know the first thing about dancing. Okay, hoặc là giáo khảo hỏi bạn về đồ ăn thì bạn không biết về đồ ăn nhiều lắm đúng không? to be honest, you know, I eat every day, but I don't know the first thing about food and, and culinary arts and all that shit. Oh, shit, sh Đừng nói all that shit, nói là all that stuff, hoặc là all that jazz. Okay. Okay, nếu bạn không biết thì bạn cũng nói không biết. Giả sử nha, rất là mình rất là hay gặp những câu speaking part 2 mà nó khó ấy. Giả sử kiểu uh, miêu tả một quyển sách hoặc miêu tả một, một cái bảo tàng nào đó đúng không? Đấy, giả sử với tủ chủ đề bảo tàng, mình không bao giờ đi bảo tàng cả. À. Well, mình có đi một hai ba lần gì đấy. Mà rõ ràng mình không biết nhiều đúng không? Thì mình nói là, well, to be honest, I don't know the first thing about museums and history, so this question is a little bit tricky for me. Okay, tự nhận những cái phần đấy trước để tạo cho mình fluency, tạo cho mình coherence, okay, làm cái câu chuyện của mình nó ăn nhập hơn, được chưa? Thì tí nữa, ấy, dù bạn có nói được ít ấy, thì thì nó vẫn hợp lý với giám khảo bởi vì bạn nói từ đầu là bạn không biết rồi mà đúng không? Câu thứ hai các bạn thể nói mình không biết đó là, gọi mình câu I don't have a clue, tôi hoàn toàn không biết tí gì ấy. Thì mình rất là thích cái tính từ của từ clue, đó là từ clueless. Ok, I am absolutely clueless about cái topic đó. Yeah, I'm absolutely clueless about cái topic đó. Uh, tôi hoàn toàn không biết cái tí gì cả. Uh, hôm trước mình vừa dạy học sinh mình uh, một uh, câu đó là describe a person who dresses well. Ok, miêu tả một cái người mà ăn mặc đẹp. Và rõ ràng là trong lớp sẽ có những bạn mà rất là fashion conscious nhưng đồng thời có những bạn mà chả biết tí gì về fashion cả đúng không không không, không quan tâm mà không bao giờ đọc ok thì bạn ấy bắt đầu bằng câu này to be honest I am absolutely clueless about fashion and clothes uh, however uh, I do admire this person who I think uh, dresses pretty nicely ok đúng không thì nó rất là coherent chưa? Okay. câu một nhá tôi không biết thứ đầu tiên về cái này hoàn toàn không biết cái gì thứ đầu tiên mà không biết là còn biết cái gì đúng không câu thứ hai I'm absolutely clueless about this. Ok, các bạn nói từ này mình rất dễ nói. Nhỉ? Clueless, clueless. Cách nói thứ ba này, uh, khi mà bạn muốn nói là bạn không biết gì hoặc, hoặc cụ thể hơn trong trường hợp này đó là bạn không biết làm gì ấy. Những câu hỏi về ability là từ kiểu singing, music, dancing, uh, swimming, sports, things like that đúng không? Thì nếu các bạn không biết làm cái topic đó, không không biết làm cái hoạt động mà giám khảo đang nói, các bạn có thể nói là tôi không biết làm việc đấy to save my life. Ý nghĩa của idiom này là kiểu uh, dù cho cuộc sống của mình nó có có depend, có 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 dựa vào đúng không? Nó là một cái khoảnh khắc mà kiểu life and death uh, bắt mình phải làm cái việc đó mình cũng không biết làm đúng không? Giả sử uh, I can't dance to save my life, I can't cook to save my life. Ok, I can't play sports to save my life. Được chưa? Thì cái này hơi khó dùng một chút vì nó là câu hỏi uh, nó là câu nói về khả năng, oh, ability. Nhưng mà đa phần hai câu bên trên nhá, các bạn học xong các bạn sẽ thấy rất là dễ. Đấy yeah, vào cái topic mình không quen phải bật ra luôn. Ok. Đúng well, không? Em hãy nói cho anh về giấc mơ đi. I don't know the first thing about dreams. Ok. Em hãy nói cho anh về lịch sử đi. I'm absolutely clueless about flowers. Uh, uh, history or something like that, đúng không? Ok, so hai câu trên nhá, rất là dễ dùng nhưng mà đừng có topic nào cũng dùng ấy nhá kiểu giám khảo vừa mới hỏi một câu phát oh, I, I don't have a clue I'm, I'm clueless I don't know the first thing about whatever it is that you're talking about no chỉ dùng những cái gì mình thực sự không biết đấy nhá chứ không diễn nhá. mình mình không cố gắng thắng giải Oscar ở đây OK và chúng ta có taste and, and preferences các bạn phải biết nói này chúng ta có embarrassing things about yourself các bạn có thể tự nhận về bản thân mình này và cái cuối cùng mà các bạn nên biết nói bản thân mình đó là the past. Okay, past experiences. Được okay. Oh, okay, there we go. Uh, và có rất là nhiều mẫu câu chúng ta có thể dùng để chúng ta nói về cái trải nghiệm trong quá khứ của mình Cái này nó 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 khá là đơn giản thôi nhưng nó không có gì nó, nó advance quá cả uh, Các bạn thấy nó là kiểu when I was a kid Mình chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân của mình một chút Tất nhiên là nếu mà mình có cái gì interesting thì mình mới chia sẻ nhé Còn không thì các bạn không cần phải nói về quá khứ Đúng không? Đấy Ờ... Uh, You know, so when I was a kid or uh, back in the day, đây you là know, cái câu rất là hay đúng không? Cái hồi đó, back in the day hoặc là a while back, yeah, lâu lâu trước đây rồi. okay để những cái mẫu câu nó khá là natural uh, thay vì là kiểu you như know, là three months ago, three years ago đúng không? Thì những câu này nó tương đối là natural người bản địa người ta dùng rất là nhiều để người ta nói về quá khứ. Ok, thế nếu mà các bạn có một cái biến động gì đó trong quá khứ mà kiểu rất là hay muốn chia sẻ với giám khảo đúng không? Giả sử um, mình nói về chủ đề housework làm việc nhà ấy à, các bạn có thể nói là nếu mà hồi bé các bạn chả phải làm một tí việc nhà nào không so you know when I was a kid you know, I didn't have to do any housework at all ok nó cũng là một cái để chia sẻ thay vì mình mình chỉ nói là mình có làm việc nhà hay không ok thì nếu mà có cái gì thú vị về về childhood về ngày xưa hồi đi học đúng không thì các bạn nên chia sẻ Ok, vậy mình tóm lại nhé có ba thứ về cá nhân các bạn mà các bạn nên sẵn sàng chia sẻ và giám khảo ok để nó nên tạo cái fluency và coherence và nó có một cái chút personality ừ, bởi vì nếu mà ai vào phòng thi mà cũng kiểu cố gắng gây ấn tượng rồi là kiểu rất là căng thẳng thì nó sẽ rất là nhàm chán đúng không ok rồi so có ba thứ nha các bạn thể dùng này thứ nhất nói về taste and preferences ok cái gu cái sở thích của bạn cái thứ hai đó là embarrassing things about yourself nếu mà có cái topic gì mà khó với các bạn bạn nhận luôn đúng chưa em khả trả biết từ cái, cái cái đấy cả và cái thứ ba đó là past Experiences. Okay. trải nghiệm trong quá khứ. Okay. Và không phải lúc nào chúng ta nói về bản thân nhá Mặc dù cái đấy là một cái phần rất là lớn trong chính cái phần câu trả lời của mình trong phòng thi speaking. Nhưng mình không chỉ nói về bản thân mình nói về những cái khác nữa và cái khác đó là gì chúng ta hãy cùng biết sau một giây nhé. Trung thu nhiều quà hay, Tiki giao hàng ngay. đó là một số thứ các bạn có thể nói với bản thân mình mục đích của chúng ta nó là tăng fluency, tăng coherence tăng your band score à, và sau khi mà mình biết là mình nói gì bản thân mình rồi các bạn nhớ cái bước thứ hai của chúng ta ấy. đó là chúng ta phải connect với cả các cái previous answers Ok. kết nối với cả câu trả lời trước tức là mình phải biết là mình trả lời cái gì rồi và khi mà trong cái quá trình mình trả lời ấy, mình có nối lại một số các cái câu trước ấy, thì nó sẽ rất là coherent Ok. giả sử một số câu đơn giản thôi uh, kiểu như em đã nói bên trên ấy, đúng không đó vậy là chúng ta phải biết chia sẻ về bản thân mình đúng không? mình cái personality của mình rất là hay Mà mình biết là các bạn có rất là nhiều thứ hay để chia sẻ với các giám khảo chúng ta chỉ cần kiểu như là just get it out you know uh, so nếu mà mình biết đã biết chia sẻ về cái taste của mình này cái 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 embarrassing things về về bản thân mình này cái cái, cái past experience mình đúng không? À, tuổi thơ mình có cái gì dữ dội này đúng không? thì cái bước thứ hai để làm cho câu trả lời của mình nó còn coherent hơn nữa xuyên suốt cái bài thi ấy. đó là các bạn phải biết connect với cả các cái câu trả lời mà mình vừa mới đưa ra đúng không? thế nếu mà mình nói là một mình là một cái con người như thế này rồi thì mình có có thể dựa vào cái personality đó để mình trả lời các cái câu tiếp theo đúng không? Đấy, ví dụ như là ngay câu đầu các bạn bảo là ok tôi là giáo viên thì uh, cái câu sau ấy uh, các bạn có thể nói là bởi vì tôi là giáo viên cho nên tôi là như thế này đúng không? Như mà tôi đã nói ở đằng trước. Được chưa? Thì có một số câu các bạn thể nhắc lại những điều mà mình vừa mới nói. Giả sử như so as I was saying hoặc là so as I mentioned. Đấy, hoặc là so remember how I was telling you about cái này đúng không kiểu anh anh nhớ là em vừa mới nói với anh là em em không thích hoa không kiểu đấy, đấy là lý do tại sao kiểu em chả bao giờ em em em, em chả biết gì về 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 hoa cả đúng không hoặc là we'll given the fact that, được chưa bởi vì thế này à, những cái câu dẫn này uh, nó nó hay hơn là kiểu đơn giản là bởi vì uh, because đúng không đó uh, và nó sẽ sẽ làm giám khảo cảm thấy là ồ oh, em này hoàn toàn không có bịa ra em này đang có một cái cuộc natural conversation với mình đúng không em này không có em này không có không có kiểu như là học trước ở nhà sau đó là đến đây nói thì câu trả lời nó không có ăn nhập với nhau đúng không? Nếu các bạn biết làm cái này trong phòng thi nó sẽ rất là gây ấn tượng về về mặt coherence. Ok mình ví dụ nhé, giả sử như là chúng ta gặp một câu uh, một một cái topic nó rất là khó là cái topic birds uh, con chim ấy các bạn nào đi thi gặp về topic con chim nhá. Em là một người yêu chim. Ok uh, thì nếu mà câu trước các bạn uh, dám khảo hỏi bạn một câu đó là do you like birds, Đấy, em có thích chim đúng không? Bạn chả biết gì về birds đúng không? Bạn trả lời câu gì? I am absolutely clue. callous, okay, about birds. So, I don't know what to tell you. Uh, thì câu sau ấy, uh, nếu mà giám khảo hỏi là Have you seen many different kinds of birds? Không? Em có thích chim không? người? Em có nhìn thấy nhiều loại chim chưa? Yeah. Thì các well, bạn có thể nói với cả cái câu trước nha. Thay vì mình nói là kiểu yes or no luôn, nói mình nói là kiểu Well, you know, remember how I was telling you about how I don't like birds? Uh, well, actually, I don't know a lot of, uh, you know, bird species at all, okay? đúng không? thì nó sẽ coherent hơn là việc mình chỉ nói là mình có biết hay không biết không? các bạn hiểu ý không chúng ta link với cả những cái thông tin mình vừa mới trả lời ok và càng về cuối ấy, đúng không chúng ta đưa càng đưa ra nhiều thông tin rồi các bạn càng có nhiều cái các bạn link về bên trên Đấy thì nó sẽ rất là coherent cái okay, một cái mình rất là hay làm trong phòng thi rất là để ý là mình đã trả lời cái gì rồi ok bây giờ mình đến với cả technique số 3 nhé và technique số 3 này sau khi chúng ta biết là nói về bản thân rồi, đúng không chúng ta biết là connect với những cái gì mà mình nói với bản thân cái tiếp theo mà mình luôn luôn làm khi mà mình trả lời trong speaking đó là mình đưa ra các sự so sánh, make comparisons. Ok, mình thấy rất ít bạn bạn so sánh và 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 cái cái này là một cái công cụ mà để nối dài ra và giúp các bạn phát triển ý tưởng một cách rất là tuyệt vời. Không? bởi vì bao giờ nó có hai mặt vấn đề. Nếu mà các bạn đang rất chê cái gì đó thì các bạn bao giờ cũng có thể uh, so sánh cái ngược lại, đúng không? Để mình khen, được chưa? Thì mình có một số cái mình có thể so sánh giả sử như nếu mình đang nói về bản thân nhé. mình hãy so sánh bản thân với cả người khác xem là mình có phải là là dị không hay là mình là một cái cái này nó rất là phổ biến. Như giả sử nếu các bạn có một cái sở thích của nó rất là kỳ dị chẳng hạn, đúng không? Hoặc là những cái thông tin mà mình đưa ra về bản thân nó hơi kỳ dị một chút. Thì các bạn có thể nói là, well, uh, em biết là cái này nghe có vẻ nó hơi, hơi, hơi kỳ. Ok. So, các bạn có thể dùng cái từ kỳ như sau nhé. I guess this is quite uh, peculiar. Ok, peculiar là một cái gì rất là dị ở bản thân bạn. Không? Hoặc, I know it may sound very bizarre. Ok, em biết là cái này nghe nó vẻ hơi, hơi kiểu kinh ngạc đối với cả anh. Đúng không? Giả sử các bạn uh, bảo là, gì nhỉ uh giáo khảo hỏi là sở thích của em là gì đúng không? Bạn bảo là sở thích của em là uh, siêu tầm ve chai đúng không? Anyway, thì các bạn có thể nói là you know I, I know this sound very bizarre but but you know collecting ve chai is is my is my passion. Ok. Thì nếu mà mình biết comment là cái của mình nó là dị hay cái của mình nó là không dị nó sẽ rất là gây ấn tượng của giáo khảo bởi vì nobody does this. Okay. ok. các bạn phải làm cái này nhiều hơn nhé. Còn nếu mà mình rất là bình thường đúng không? Cái những cái, cái gì mà mình thích nó rất là bình thường thì bạn có thể nói là And I guess this is the norm okay, ở, ở Việt Nam chẳng hạn Được chưa? Kiểu em có làm việc nhà không? You know, I don't really do housework And I guess this is the norm in Vietnam uh, Most people, you know, don't have to do housework Something like that Được chưa? Đấy, nếu mà nếu dị nhá Peculiar hoặc là bizarre Nếu mà bạn rất là bình thường đúng không? Thì nó là the norm Ok Các bạn biết the, the norm là danh từ của cái tính từ normal đúng không? Điều rất là bình thường Được chưa? So, pretty cool Ok, Và giả sử ý kiểu uh, Do you wear hats? Bạn có đội mũ không đúng không? Thì tất nhiên là người Việt Nam mà chắc là chỉ có đội đúng một loại mũ thôi là mũ bảo hiểm. Uh, thì các bạn sau khi mà mình nói xong mình có thể comment là có người khác giống mình không đúng không? Uh, you know, uh, this is a very weird question. Uh, in Vietnam, I only wear a helmet when I'm driving. And I guess this is the norm um, in this country. Well, a lot of people also wear helmets. Okay, so có những cái sự so sánh như vậy thì câu trả lời mình nó có màu hơn rất là nhiều. Một cái cách mà mình có thể so sánh bản thân với người khác ấy, đó là các bạn có thể nêu ra suy nghĩ số đông Đặc biệt nếu mà đấy là một cái suy nghĩ nó hiểu hiểu nhầm một chút đúng không? Bằng câu này There is a common misconception that Ok Khi mà mình đưa ra một cái câu trả lời gì đấy của mình Giả sử nhá uh, sở thích của em là gì? Em thích chơi game đúng không? Này, thì mình so sánh xem là người khác nghĩ gì về game mà mình nghĩ gì về game Ok Thì mình hay dạy học sinh mình cái câu này xong rồi nói là gì nhỉ? So I'm a big fan of video games And there is a misconception that Video games are bad for you đúng không, Xong, em nghĩ thế này, chẳng hạn, đúng không? Những cái câu dẫn nó rất là mượt so sánh cái quan điểm của mình với cả cái quan điểm của xã hội chẳng hạn, được chưa? So, this is very very cool. Ok và có rất là nhiều phiên bản khác mà các bạn uh, có thể xem phim hoặc là các bạn có thể đọc báo, đọc đọc truyện hay là cái gì đó để chúng ta uh, khám phá những cái câu so sánh như này. Đúng không? Nhưng mà khi mình nói ra cái thông tin bản thân mình nhá, mình nhớ phải so sánh với cả người khác nữa. Ok và cái thứ hai các bạn có thể so sánh, cái thứ hai, cái thứ hai, cái thứ hai, cái thứ hai, cái thứ hai. đó là các bạn có thể so sánh với cả một cái gì mà nó ngược hẳn lại với cái gì mà mình vừa miêu tả nghe hơi 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 kiểu lý thuyết chung chung đúng không giả sử các bạn bảo là cái chỗ này nó rất là tuyệt vời các bạn hãy so sánh với cả mặt bằng chung mọi thứ khác nó có tuyệt vời như thế không đúng không bạn miêu tả một cái quán cà phê oh, ôi giá vừa rẻ nhá nhân viên này đẹp trai nhá đồ uống này ngon nhá đẳng cấp năm sao nhá đúng không và cà phê bình thường không được như thế đâu anh ạ đấy là chúng ta đang so sánh với những cái mà nó ngược lại kia giả sử nhá có một số câu các bạn có thể dẫn tới những cái ngược lại như sau Uh, đa phần các bạn biết cái từ không giống như đúng không? Unlike. Ok, mình dạy các bạn một số câu khác nhé. Giả sử câu này. This is not the case with cái khác. Yeah, giả sử kiểu uh, cái công viên này nó rất là yên ắng. Đúng không? And this is not the case with other parks in Hanoi. Đúng không? Các công viên khác ở Hà Nội có rất là nhiều cái tiếng động lạ. Đặc biệt là ban đêm đúng không? Đấy, nó rất là phiền em khi em đi bộ ban đêm được chưa? Uh, hoặc câu này. Thằng này is a completely different story đây là một cái câu chuyện hoàn toàn khác Ok, vậy hôm nay là mình đưa ra các bạn một số các công cụ mà chúng ta nên chia sẻ trong phòng thi đúng không Để tạo cái điểm nhấn cho phần thi của mình cũng như là tăng cái fluency, tăng cái coherence của mình lên Thứ nhất các bạn phải biết nói gì nhỉ? Bạn phải biết share bản thân đúng không? Personality của mình rất là thú vị đúng không? Mình phải biết share ra, phải show ra cái thứ hai ấy, khi mà mình biết nói về bản thân mình rồi mình phải biết làm cho cái các cái câu trả lời còn lại nó nó nhất quán với cả cái personality của mình đúng không well given the fact that kiểu như là em không xem thời sự bao giờ em chả biết gì về cái topic này đâu anh ạ đúng không những câu nó rất là hiệu quả được chưa và cái thứ ba các bạn phải biết so sánh à, giữa hai cái đối lập với nhau có thể là kiểu mình thì suy nghĩ thế này nhưng mà xã hội thì suy nghĩ thế khác chẳng hạn hoặc là so sánh giữa giữa hai cái bạn đang miêu tả đúng không bạn đang rất, rất là khen cái này các bạn nên so sánh với cái mặt bằng chung những thứ khác để 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 bật ra được là những cái thứ khác nó không được bằng cái bạn mà đang so sánh ông ừ, nói chung các cái sự so sánh giữa cái những cái đối lập với nhau. Ok. Được chưa? Thì thì có ba cái tính như vậy nhá. Nói về bản thân. Ok. Connect cái câu trả lời với cái cá tính của mình và cái thứ ba đó là so sánh liên tục. đấy yeah. So, uh, always do that và, và khi mà các bạn có rất là nhiều đề IELTS speaking trước mặt đúng không? Các bạn phải rất là để ý là mình có đang làm thế hay không. Và nếu mà cái câu trả lời của mình nó ngắn đúng không? Mình hãy thử explore uh, các cái option mà mình đưa ra trong hôm nay. Ok? Sounds good. Ok nào và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phần không thể thiếu trong chuyên mục musketeer zone à đó là chuyên mục Q&A ok và và từ đầu livestream đến bây giờ thì mình nhận được rất là nhiều các câu hỏi của các bạn comment ở dưới phần 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 comment ok và mình xin phép được chọn ra một số câu tiêu biểu để trả lời nhé Một số câu rất là nhức nhối câu thứ nhất là à em có nên học thuộc câu trả lời khi mà em đi thi speaking hay không Well thuộc hẳn thì không à, đấy là câu trả lời ngắn bởi vì à, giám khảo được train là là phát hiện ra khi nào bạn đang kiểu như là nói một cách rất là máy móc mình học thuộc ở nhà xong mình đến kiểu như là copy paste ra đúng không người ta được train để để phát hiện ra cái điều đó cho nên là là nó 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 không có work và cái thứ hai là mình nghĩ cái đây nó sẽ làm cho cái việc ôn tập IELTS của bạn nó rất là chán bởi vì sau khi ôn IELTS xong thì chúng ta muốn là phải nói giỏi thật đúng không viết giỏi thật rồi đọc giỏi thật rồi nghe giỏi thật đúng không thế nên là khi mà chúng ta ôn speaking ấy, các bạn cũng không nên là kiểu quá bám các cái câu trả lời mẫu mặc dù mình không nói là không dùng câu trả lời mẫu nhé bởi vì rõ ràng là gì những cái câu trả lời mẫu là một cái nguồn reference rất là tuyệt vời mình đang không có một cái resource gì đúng không mình học của một cái người khác cách mà người ta xử lý từ vựng này cách mà người ta phát triển idea mình có thể học rất nhiều thứ đúng không đấy là cái mà các bạn nên học chứ mình không nên copy nguyên cái của người ta bởi vì cái personality của mình mình có sách văn mẫu nha mình có sách câu trả lời speaking mẫu nha nhưng uh, cái personality của mình có thể nó không nó không phù hợp với bạn tuy nhiên cái 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 cách mà mình nói cái cái vocabulary mà mình sử dụng nó các bạn có thể học được ở okay. thế cho nên dùng câu trả lời mẫu nhà là có không có thể dùng được đúng không chúng ta học về vocabulary cách phát triển ideas nhưng mà bê nguyên vào trong phòng thi có nên hay không đấy thì không câu hỏi thứ hai mà mình nhận được là giọng anh anh và anh mỹ có quan trọng trong phòng thi hay không à, nếu em luyện giọng anh mỹ mà đi gặp giám khảo anh anh thì có bị điểm thấp đi hay không ok nào uh, cái câu là một câu rất là nhức nhối bởi vì rõ ràng là kỳ thi ielts chúng ta thường hay associate nó với cả british uh, you know accent and, 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 and system đúng không uh, thì, thì chúng ta thường có một cái áp lực là kiểu nếu mình không, giọng anh, mình không học giọng anh anh thì mình không đi thi được ielts uh, điều đó là hoàn toàn hoàn toàn vớ vẩn bởi vì Ielts cái chữ I ấy là nó stand for international, đúng không? Nó là toàn cầu. Được chưa? Trong bài thi listening các bạn không chỉ nghe giọng anh Anh, anh mà các bạn nghe rất là nhiều giọng khác. Và khi mà các bạn đi thi ấy, thì giám khảo không chỉ là người Anh Anh, uh, người Anh mà người ta có rất là nhiều người khác, đúng không? Có thể có Mỹ, có thể có Canada, có thể có úc, được chưa? Thế nên ý, cái chuyện mà bạn nói giọng gì nó hoàn toàn không quan trọng. Giám khảo should be able to understand you. Nếu mà bạn phát âm đúng thì dù có giọng nào chúng ta vẫn có thể nghe được nhau cả. Ok, thế nên cái việc mà phát âm giọng gì nó không quan trọng miễn là các bạn phát âm một cách nó nó rõ ràng là được. Ok, cái cái clarity là cái yếu tố hàng đầu trong pronunciation của IELTS speaking. Ok, vậy là, là nếu mà mình có cái giọng này mà mình đi thi vẫn đi bị điểm kém đúng không? Thì mình phải kiểm tra cái yếu tố khác không phải do giọng mình thôi. Đấy có thể là kiểu do ngữ pháp rồi từ, từ vựng rồi có thể là do fluency. Fluency, hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay được chưa? Ok, so uh, so figure it out. Ok, so giọng nhá không có một cái ảnh hưởng gì tới điểm số pronunciation của bạn miễn yeah, là phát âm đúng rõ là được câu hỏi số 3 à, mình xin phép dừng ở câu này nhá à, cứ như câu này câu hỏi rất là hay rất là bạn hỏi đó là à, em nên phân bố thời gian học speaking như thế nào ạ đúng đúng là speaking có 3 phần đúng không mà chúng ta không biết là kiểu phải học phần nào thời gian như thế nào à, nó có ảnh hưởng nhiều đúng không cái cách ôn tập nó có ảnh hưởng nhiều tới cái điểm số speaking của mình hay không à, theo mình ấy, khi mà bạn ôn tập speaking thì bạn không nên ôn tập kiểu như là à, từ đầu Uh, kiểu như là nếu mà ngữ pháp với cả cái 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 từ vựng mình còn hơi yếu ấy thì mình không nên quan tâm đến kỹ năng speaking làm gì uh, mình sẽ chỉ thực sự ôn speaking vào khoảng độ một hai tháng trước khi mình đi thi thôi bởi vì ôn speaking ấy ôn uh, giàn trải nó không có, có có practical lắm mình cần có người luyện cùng mà đúng không thì khả năng mà các bạn có một cái người mà đi theo mình được suốt một cái chặng đường là kiểu 6 tháng một năm ấy thì nó không có khả thi lắm nhưng mà nếu mình có một cái một cái study group mà mình học một cách tập trung với nhau trong khoảng một hai tháng nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc là kiểu mình 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 học một cách giàn trải ok và khi mà mình học ấy thì tùy với cái quỹ thời gian mà các bạn có speaking và kỹ năng rất là tuyệt vời nếu mà kiểu có ít thời gian vẫn học được có nhiều thời gian càng tốt đúng không nếu mà các bạn có ít thời gian nhé thì mình sẽ khuyên các bạn là kiểu uh, speaking part 1 các bạn không cần ôn nhiều lắm tập trung vào cái việc là mình nói thật là được đúng không uh, phát âm nó nó rõ ràng và fluency nó ok là 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 xong đúng không không cần phải kiểu chuẩn bị quá nhiều là ok uh, bây giờ đề bài nó ra topic dreams mình phải có một số cái từ hay nói về dreams hoặc là đề bài nó ra về topic robots mình phải có một số từ hay nói về robots các bạn không cần đúng không cứ nói những cái gì mình biết thôi được chưa thay vào đó này các bạn hãy chuẩn bị cho phần thi speaking part 2 và part 3 nhiều hơn ok và nếu mà các không có thời gian thì part 2 Ok thì uh, part 2 là một cái phần mà các bạn phải nói trong vòng 2 phút đúng không? Cho nên là là mình mình phải demonstrate nhiều hơn là các cái câu hỏi trong phần part 1 hay là part 3. Thế nên là nếu mà mình dành thời gian mình luyện part 2 một cách trôi chảy thì thì nó cũng có lợi cho cả hai part còn lại nữa. Ok. Còn nếu các bạn có nhiều thời gian hơn thì mình khuyên là các bạn phải luyện đầy đủ 3 part, có thể là một ngày à, dành ra khoảng độ 30 đến khoảng độ 45 phút để luyện cùng với cả các cái partner của mình. Nếu mà nhóm bạn đông thì rõ ràng là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn vì chúng ta phải đi tuần tự xung quanh để 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 nói đúng không? Thì các bạn bao giờ cũng phải chuẩn bị sẵn cái đề à, để mình luyện với cả partner. Đấy, đề trên mạng rất là nhiều, có rất là nhiều group. Uh, rất là chăm chỉ uh, report này về mình rất là appreciate các group ở trên mạng you know who you are uh, và các bạn phải có sẵn đây với nhau đúng không? Vì chúng ta cố gắng luyện đầy đủ cả ba part nhưng mà vẫn tập trung vào mình vào part 2 và part 3 nhá. Bởi vì part 1 mình không cần phải thể hiện quá nhiều đâu. Mình mình cứ nói thật thôi. Đúng không? nhưng mà part 3 đúng là không chỉ không những là mình cần phải thể hiện nhiều hơn về vocabulary và grammar nhưng mà mình cũng phải có một số các cái hiểu biết nhất định về cái topic mà đề bài nó đang nói đúng không? Đấy, không cần phải quá chuyên sâu nhưng mà I mean, nếu các bạn nói về các topic như furniture, architecture, housing or whatever đúng không? Các bạn phải phải biết một số uh, các cái ideas để nói về các topic đó. Ok. Và điều đấy dẫn tới cái 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 điểm tiếp theo mình muốn nói trong cái quá trình ôn luyện IELTS ấy, đó là đừng lúc nào cũng chỉ bám vào đề. IELTS một kỳ thi wonderful. Cực kỳ wonderful. Uh, bởi vì nó không bắt các bạn là nó không chỉ bắt các bạn là 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 kiểu phải nâng tầm tiếng Anh mà nó còn bắt các bạn nâng tầm hiểu biết về xã hội. Cho nên maybe uh, cái thời gian ôn tập các bạn phải dành một lượng thời gian rất là lớn để đọc và nghe. Ok, tất nhiên là tiếng Anh tốt nhất đúng không? Để không chỉ là mình học tiếng Anh mà mình còn khám mở mang cái đầu óc của mình à, và mình trải nghiệm nữa. Và cái trải nghiệm này đôi khi nó chẳng có liên quan đến tiếng Anh cả, à, chẳng có liên quan đến việc đọc và nghe cả, đúng không? Maybe kiểu như là đi chơi một chuyến nào đấy mà ra khỏi quê hương của mình chẳng hạn đúng không? Ra khỏi hometown của mình chẳng hạn đúng không? Để mình có một cái perspective on life Ok, đó là một cái rất là hay mà kỳ thi IELTS nó motivate các bạn là phải làm đúng không? Vậy thay khi thay vì là chúng ta kiểu như là đóng tiền kiểu thi 10 lần đúng không? Thi mãi không được Các bạn hãy dành tiền đó vào một chuyến đi chơi Ok, it will be so rewarding Đó, nó sẽ là một cái trải, trải nghiệm cực kỳ là hay Để cho các bạn có thể nói nhiều hơn, nhiều thứ để chia sẻ về cái personality của mình hơn Ok. So read more, listen more, experience more. Ok. Và cái thời gian ôn đề thì chúng ta không nên luyện quá nhiều. Mình nghĩ là nếu mà có partner mà nhiều thì chắc là hai tiếng là maximum trước khi não của bạn nổ tung. Okay. Mình thì thấy là mình chỉ tập trung vào khoảng độ 30-45 phút là, là ok rồi. Ở thời gian khác chúng ta dành làm những việc mà nó productive hơn. Các bạn đã theo dõi chuyên mục Musketeer Zone của tuần này và các bạn nhớ theo dõi chuyên mục Musketeer Zone nhé. Chúng mình sẽ đồng hành các bạn ở uh, cả bốn kỹ năng trên mọi mặt trận luôn, đúng không? Listening, Reading, Writing, Speaking, Whatever. OK, Love, Life. Uh, và các bạn nhớ là tuần này nhé, vào thứ bảy uh, tập IELTS Face Off chúng ta sẽ feature một câu giá, với một câu chuyện rất là thú vị uh, về các cô vượt qua mọi khó khăn để để có thể master được tiếng Anh và và câu chuyện mà làm. Uh, làm cô giáo của cô ấy như thế nào từ một cái uh, humble beginnings. Ok, so, uh, sẽ là một câu chuyện mà rất nhiều uh, người trong chúng ta có thể relate to và chúng ta có thể được inspired. Và điều thứ hai uh, cũng về chuyên mục Musketeer Zone vào giờ này tuần sau thì các bạn sẽ được gặp gỡ uh, Musketeer Quang Nguyễn với chuyên mục listening uh, một kỹ năng mà mình biết rất nhiều các bạn đang kiểu rất là confused. Ok, bởi vì listening càng ngày càng khó. Và bây giờ thì mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối livestream. I really appreciate it. Và hẹn gặp các bạn trong livestream lần tới của mình. Và các mascara khác